Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội họp rà soát công tác tổ chức hội nghị Chủ tịch Phật giáo ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Tham gia phiên họp có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, cùng tham gia có Chư Tôn Đức Văn phòng 2, Chư Tôn Đức thành viên Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức được nghe các bộ phận tổ chức hậu cần truyền thông lễ tân báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị chủ tịch Phật giáo ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia qua đó đóng góp bổ sung hoàn thiện công tác tổ chức sự kiện ngoại giao Phật giáo quan trọng này. Được biết, trong hai ngày diễn ra, Chư Tùng Đức sẽ làm việc phiên toàn thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Lâm Đồng. Phái đoàn Phật giáo tham dự hội nghị sẽ có buổi gặp đảnh lễ Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 12.